Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh It's Chloe Time. Ok, hôm nay mình sẽ đi ăn với bạn mình và chúng mình sẽ gặp nhau ở Chinatown. Thì bây giờ mình sẽ lái xe tới đó. Khá là trễ rồi, bây giờ cũng tầm 6. Mình hẹn là 6 giờ và bây giờ 5:45 rồi. Thì mình sẽ bắt đầu đi nha. Hôm nay mọi người hãy cùng đi chơi với mình. Hello, okay. Hello. Đây là Vic nha, hôm nay đi ăn với Vic. Chắc là giải không vậy? Nồi lẩu pork rib chicken kim chi đúng không? Đây là seafood pan khác. Đây là gà lắc phô mai với lại sweet chili. Ngon. Ok, ăn nha. Đây là không ăn nha. Đây, ai biết được. Cái kiểu cân ký. Mình và Vic sẽ đi ăn Froyo là yogurt. Yogurt đông lạnh. Trời chợ đang cũng mùa thu à. Hơi lạnh đó mà lại đi ăn yogurt. Quay nó. Lát nữa thì nào cũng hai đứa cũng sẽ rung. Nó lùn quá phải cầm. Nó cao nữa. Sao mà cao quá vậy? Má hỏi cái câu không biết trả lời sao. Lúc mà mình đang edit cái video này thì mình mới phát hiện là mình đã mất những cái clip mà mình ăn Froyo với Vic rồi. Cho nên là mình không có giới thiệu được với mọi người cái chỗ mình ăn Froyo trong clip này. Nhưng mà mình chắc chắn là sẽ giới thiệu cái chỗ này trong các video tiếp theo. Nếu mình có dịp đi ăn lần nữa.
Sorry mọi người nha. Hello mọi người, mình đang đi tới chỗ ăn brunch đây. Đây là lần đầu tiên mình với bạn mình đi ăn cái chỗ đó, thằng đầu có cái chỗ đó ở đâu á. Vậy hai đứa đang bị lạc. Thì mọi người sẽ tìm được, mình đang đi theo Google Maps cho nên là mong là sẽ tìm được nha. Thank you.
chụp không? Oh, wait.